Vừa qua trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 1 phút ghi lại hình ảnh một cô gái đi xe ô tô màu trắng đứng trước trụ sở Ủy ban Nhân dân xã chửi bới lăng mạ cán bộ xã. Được biết, sự việc xảy ra tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Thông tin ban đầu được biết, một phụ nữ khoảng 30 tuổi đến công an xã An Đồng trình báo sự việc. Sau đó, công an xã đã tiếp nhận hồ sơ để xử lý vụ việc. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, người phụ nữ nói trên điều khiển xe ô tô màu trắng, biển kiểm soát 36A52293, trên xe chở một người đàn ông, quay trở lại Ủy ban Nhân dân xã An Đồng tìm gặp trưởng công an xã, nhưng không gặp được. Sau đó, người phụ nữ này có những lời lẽ không chuẩn mực, chửi bới và đạp đổ nhiều xe máy đang dựng tại sân trụ sở Ủy ban Nhân dân xã An Đồng, cũng như thách thức lực lượng chức năng. Thậm chí, người phụ nữ này còn lớn tiếng nói, cán bộ ở đây chết hết rồi à. Khi sự việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân xã An Đồng đã báo công an huyện An Dương xuống giải quyết vụ việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.